Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bạn chị em, lời Chúa trong Chủ nhật thứ 25 thường niên mời gọi chúng ta. Chúng ta là những người quản lý của Thiên Chúa. Chúng ta biết dùng tất cả những của cải, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta cho đúng mục đích, theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo chỉ ý riêng của mình, một cách phung phí hay là một cách keo kiệt, hoặc là chúng ta tìm hay là kiếm của cải bằng bất cứ giá nào, mà phải theo ý nghĩa chân chính. Vì vậy xin cho mỗi người chúng ta là quản lý của Chúa, chúng ta biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta một cách đúng đắn và khôn ngoan. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. Đó là lời Chúa. Chúa kéo ra khỏi nơi
người cân nhắc từ đông phân cho đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, người cân nhắc trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Timôthê. Anh em thân mến, trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi, và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoài về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Đó là lời Chúa. Chưa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi.
Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô lưu. Anh ta bảo: bác cầm lấy bin lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 dạ lúa. Anh ta bảo: bác cầm lấy bin lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi làm việc, chúng ta thường trung thành làm theo những gì đã quy định, những hướng dẫn ở nơi đó, đặc biệt là những chỉ thị của ông chủ, để mọi việc được hoàn thành một cách tốt đẹp. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn người quản gia bất lương để nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa mới là ông chủ đích thực, và mỗi chúng ta chỉ là những người quản gia, những người quản lý. Như vậy thì điều đầu tiên, người quản lý phải làm theo ý của chủ mình. Ở trong dụ ngôn bài tin mừng, chúng ta thấy người quản gia này chỉ nghĩ đến bản thân. Anh xem mình giống như chủ, cho nên phung phí của cải chủ giao khi đang lãnh trách nhiệm, mà không tính đến việc làm ích sinh lợi cho chủ. Khi bị chủ khiển trách và đuổi việc, thì anh không hề có ý định hối lỗi, thay đổi, mà lại tiếp tục tính toán để bớt xén của chủ, để lấy lòng những người đang nợ mình. Như vậy thì anh ta lại tiếp tục coi mình như ông chủ để định đoạt cái số nợ. Anh cho mình là khôn ngoan để làm theo lợi chỉ cho bản thân, chứ không phải cho ông chủ của mình. Mỗi người chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này, Thiên Chúa trao cho chúng ta quản lý đời mình. Chúng ta được ban cho sự sống, cho thời gian, cho khả năng, cho gia đình, anh chị em. Và nhất là chúng ta được ban cho ơn làm người, ơn làm con Thiên Chúa. Là người quản lý thì chúng ta phải biết khéo léo, biết khôn ngoan để lo liệu, để chúng ta chu toàn cái ơn gọi của đời mình.
tôi được mời gọi lắng nghe, học hỏi những gì Thiên Chúa dạy tôi. Không phải tôi muốn làm gì thì làm, tôi sống thế nào tôi ý tôi muốn, mà theo ý Chúa muốn. Như vậy, khi đó tôi mới hoàn thành cái ơn gọi với chu toàn cái bổn phận mà Chúa mời gọi tôi. Tôi là chủ của cuộc sống mình theo nghĩa, đó là tôi phải chịu trách nhiệm cuộc sống của mình đi theo con đường tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dạy và hướng dẫn tôi. Tôi biết cố gắng dùng những gì Chúa ban cho tôi và sự kiên trì trung tín để bắt đầu từ những cái công việc nhỏ bé cho đến những việc lớn hơn. Hơn nữa, Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc tôi, mà luôn cách này hay cách khác, Ngài vẫn luôn đồng hành với tôi, luôn tiếp tục tuôn đổ những ân sủng cho tôi. Như trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắn nhủ: hãy dâng lời cầu xin khẩn nguyện nài van tạ ơn cho tất cả mọi người, để chúng ta được an cư lạc nghiệp, sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Điều tiếp theo là người quản lý phải biết dùng của cải cho đúng. Cơm, áo, gạo, tiền, nhà cửa, các phương tiện vật chất khác, nó không thể thiếu trong đời sống của con người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đã kiếm chúng như thế nào? Chúng ta đã sử dụng chúng ra sao để làm lợi cho bản thân cũng như cho anh chị em và nước Chúa? Bởi vì của cải Chúa ban cho tôi không phải để cho tôi độc chiếm bằng mọi cách. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos đã vạch trần cái bộ mặt của kẻ hám tiền bóc lột. Nào là làm lệch cán cân, nào là buôn gian bán lận, nào là lừa lọc, nào là dùng tiền hay là đôi dép để áp bức kẻ cơ bần, người cùng khốn. Và ngôn sứ nhắc, Thiên Chúa luôn ghi nhớ tất cả những cái hành vi xấu xa đó, và đến lúc Ngài sẽ trừng trị. Chúng ta phải làm việc, chúng ta phải kiếm tiền, nhưng bằng cách chân chính, không phải bằng mọi cách, không phải bằng cách chà đạp hay chèn ép người khác. Và Thiên Chúa chính là điểm tựa của đời sống chúng ta, chứ không phải là tiền của vật chất. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình mình. Ở trong gia đình, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái, chúng ta có chia sẻ trách nhiệm kiếm tiền hay làm việc trong gia đình với nhau, hay là tôi khoán trắng cái việc đó cho người vợ hay người chồng hay người kia? Tôi không biết chung tay góp sức. Hoặc là nếu tôi có làm được tiền thì tôi chỉ bỏ túi riêng của mình mà không hề lo cho gia đình. Như vậy thì khi đó tôi vừa thiếu trách nhiệm, vừa bất công với gia đình mình, và tôi không phải là một người quản lý như Chúa muốn. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những cái mối tương quan với anh chị em, với bạn bè. Chúng ta là bạn của nhau thực sự khi mà có những cái mối liên hệ mật thiết, và cái tình bạn đó không thể nào thiếu được cái việc chia sẻ tình thương mến. Chúng ta dành giờ cho nhau, lắng nghe nhau và nâng đỡ nhau từ tinh thần cho đến vật chất.
Vì vậy mà chúng ta vẫn nói, khi hoạn nạn thì mới biết ai là bạn thực sự của mình. Bởi vì khi đó người bạn thực sự mới không tính toán hơn thiệt với bạn mình. Đức Giêsu dạy chúng ta hãy dùng tiền của mà tạo lấy bạn bè. Và chính Ngài đã đến và thiết lập cái tình bạn giữa Ngài với chúng ta. Thầy không còn gọi là anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Ngài muốn chúng ta trở thành bạn bè với Ngài, có thể chung chia tất cả, từ tinh thần cho đến vật chất, cho đến những thứ quan tâm. Và cuối cùng, như Ngài đã không tiếc, đó là trao ban chính bản thân mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi chúng ta là một quản gia, là một quản lý. Chúng ta biết dùng khôn ngoan để làm cho tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta sinh lợi ích cho bản thân mình, cho người khác, trong trách nhiệm và sự trung tín. Và nó luôn khởi đi từ những việc nhỏ bé nhất. Chúng ta đừng phung phí hoặc làm cho những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta nó trở thành vô hiệu. Đồng thời, chúng ta cũng biết dùng tất cả những khả năng Chúa ban cho chúng ta để thiết lập những mối quan hệ yêu thương với anh chị em, với bạn bè, với người khác. Tất cả những gì mà chúng ta đã làm, chúng ta đã chia sẻ cho anh chị em theo thánh ý Thiên Chúa thì nó sẽ không mất đi. Nhưng chúng ta sẽ tạo lập được một kho báu vô tận, một kho báu bền vững ở trên thiên quốc, như lời Đức Giêsu đã nói. Amen. Và cùng đoàn đứng chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Bồ Thiên Chúa. Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, gửi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ.
thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy này, tôi tin hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, thế gian yêu chuộng tiền bạc, thú vui, danh tiếng là thứ phù phiếm không đem lại hạnh phúc đích thực. Chỉ mình Chúa là kho báu đem lại bình an và niềm vui toàn vẹn. Chúng ta xin cho lòng mình khao khát kiếm tìm Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin cho những người đảm nhận sứ mạng giáo dục đức tin thánh hóa với thực tài trần gian, sống đời giản dị, thánh thiện, hầu chứng thực cho mọi người thấy Chúa là tất cả của đời họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cầu nguyện mọi nơi, giơ lên tay lên trời, tâm hồn thánh thiện. Xin cho quý chức ban ngành giáo và các tông đồ giáo dân luôn sống đạo đức, hiệp nhất, khiêm nhường, phục vụ cách vô vì lời, hầu được Chúa chúc phúc và ban thượng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói, ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn trung tín cậy dựa Chúa, chiến thắng cám dỗ về của cải, biết sống đời giản dị, nghèo khó và thánh thiện, hầu làm chứng cho nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tiền bạc đang trở nên vì thần hữu hình thay cho Thiên Chúa vô hình. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta vượt thắng lòng đam mê tiền bạc, biết sống công bình, chân thật và quảng đại làm việc thiện, để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, mọi của cải quý báu trần gian, ngay cả sự sống thân xác của chúng con cũng sẽ qua đi. Xin cho chúng con tha thiết kiếm tìm Chúa là kho báu duy nhất không hề mất, đem lại cho chúng con bình an ở đời này và hạnh phúc nước trời mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm sớm lên ngài lòng cảm mến vô
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dâng và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao ca mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tan, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thanh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa. Để khi đoàn dân Chúa được hiệp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thường tri vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tin Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thế thứ cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc hồi sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đã nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bô dương bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tin Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh cùng toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mi-ke, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng khuyên thủ chúng con đã sung đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thay vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp.
Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em ấy chúc bình an cho nhau. Đây chính Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự và nhà thờ, nhưng xin Chúa con một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giữa màn đêm
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình vào máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Cầy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lăng. Hằng Chúa chúng con cho mọi sự giữ an. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang. Cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá xin trợ chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.